Xin chào các bạn. Hôm nay mình bận quá mà mình cũng đi làm một cái clip quay chợ Long Hải, cảnh chợ Long Hải nha. Bây giờ là thời lúc cao điểm. Ở chợ Long Hải các bạn, cao điểm. Mình là Hùng, ngọt là ngọt Hùng đó. Hùng cao chứ. Cao ngọt. Ngọt cao. Rồi ha, ủng hộ cho mình nha. Rồi đó các bạn. Đối diện ở chợ là cái bến xe Long Điền, nhưng mà trước kia á, cách đây 5-7 năm á là kêu là bến xe Long Hải, bây giờ huyện nó xuống nó đổi thành Long Điền nha các bạn. Đó là bến xe Long Hải mà thành Long Điền lại rồi đó. Đây cảnh quan, bên kia là Thế Giới Di Động. Rồi bây giờ đây là Honda Nghĩa các bạn, bán những dòng xe mới của Honda đó, Honda Nghĩa. Rồi bây giờ là mình sẽ vô chợ du lịch Long Hải nha. Bên này có lúc nào cũng có xe du lịch đậu đằng trước để với quý khách vô trong chợ mua đồ ăn thức uống các nơi để đi ra là đi tắm biển rồi dùng luôn. Rồi bên kia có cái đội gì? Có cái đội gì mà bán buôn cái gì đây? Giới thiệu hàng gì đây các bạn? Ồ quá đẹp luôn. Ê em gái, cái này bán cái gì vậy em? Em cho anh hỏi là mình bán cái gì em? Nhà thuốc Long Châu các bạn, nhà thuốc Long Châu. Giao hàng miễn phí. Ô cha, cô nàng xinh không à? Người đẹp không à? Đó, quá đẹp luôn đó. Đây này rồi các bạn nhìn coi các cô đẹp không à? Bận đồ đẹp luôn đó ha. Quá đẹp luôn. Bữa này ở đâu xuống nha em gái? Ngã tư trên kia hả? Mình xuống đây là mình đi phong trào á em. Giới thiệu mặt bên kia là nhà thuốc Long Châu, 44 đường số 7 ngã tư Diễn Thông A. Rồi mặt bên kia là cái gì? Rồi cũng nhà thuốc giống nhau, cũng đường số 7 ngã tư Diễn Thông A luôn. Rồi đây chợ Long Hải các bạn đó. Rồi bên này hàng quán các bạn, hàng quán đó. Quá đẹp chưa các bạn đó, hàng quán người ta bán nước bán nồi rồi. Chào các bạn ở đâu xuống tham quan du lịch hả? Mình làm clip cho nó vui, đi du lịch chợ Long Hải. Chú ơi làm chú các anh bạn ở đâu xuống vậy? Chú có đang live stream cho mình thì mình cứ làm cho nó vui. Chú ơi. Hả, ở đâu gái? Bà Rịa Vũng Tàu. Cô nàng này nói Bà Rịa Vũng Tàu, cô nàng đẹp gái nè. Có cái là phủ chú con là Hà Nội chơi. Này, chơi. Đây có hai mẹ con đẹp gái nè các bạn đó, không? Đây như nói chung là đủ thành phần khách du lịch, đủ thành phần đó, quá đẹp chưa đó, hai mẹ con nè, có đồ chơi chuẩn bị xuống biển này, em bé này chuẩn bị xuống biển tắm biển đó các bạn. Rồi rồi bye bye các bạn nha. Rồi cảm ơn, vui quá. Chợ Long Hải đẹp không các bạn? Nó hai tầng, nói chung là hai tầng. Ở tầng dưới thì bán đủ loại, còn tầng trên là bán trung tâm mua sắm tổng hợp Minh Long, là cũng là người ta mới mở cách đây cũng 4-5 năm đó các bạn. Rồi bây giờ mình quẹo bên đường bên hông phải của chợ nha các bạn, bên hông phải chợ nè đó. Rồi có cô bán dừa, bán cao trầu. Rồi các bạn có ai mua đi cô đi miếu rồi là mua tới ủng hộ cô nha. Rồi các bạn đây, bông hoa nhiều lắm, đẹp không à? Đó có mấy anh chờ người nhà. Rồi đồ hàng quán tập quá đủ loại đó, tập quá vỏ sách. Quay ơi, mình quay clip đại tải lên chợ Long Hải, chợ du lịch. Đó bạn thấy nam nữ đẹp, đẹp trai đẹp gái không à? Bông hoa rồi, bông hoa nè các bạn. Quá đẹp luôn không các bạn. Ôi đó đẹp quá đi. Đó bông thọ nữa, đó bông thọ nữa. Mà cái cô nàng đi đâu mất tiêu rồi, cô nàng đi đâu rồi mà không bán hàng trời. Đây nữa nè, khách du lịch đang mua hàng, mua bông hoa đang trả giá các bạn. Bên cạnh đây là bán đồ chơi trẻ em, bán đồ phục vụ tắm biển, áo phao. Các bạn thấy chưa? Đây là mối của mình đây, bán ai
vàng 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 bạc gì ơi. Rồi vàng. Vàng mà có màu màu. Anh quay lên clip cho nó vui là chợ vui lịch Long Hải. Có bán em, có bán chứ mà đều bữa nay tranh thủ đi làm cái clip đăng lên mạng nha. Mình giới thiệu ở chợ Long Hải du lịch mình dạ. À, đúng rồi, bãi chợ bây giờ rồi. Bây giờ mình ra mình làm cái clip cho nó vui. Rồi. Đây là cái cô bán báo này đẹp gái không? Cười tươi đúng không? Cô này cười tươi đúng không các bạn? Đó. Bán báo này là bán báo, rồi bán đồ chơi trẻ em các thứ. Rồi búp bê rồi banh rồi phao tắm biển này các bạn. Đó, phao tắm biển, xe. Các bạn nào có xuống du lịch ở đây thì cứ việc mua cho cô nàng, ủng hộ cô nàng nha. Đó, cô nàng vui lắm, vui tính lắm. Rồi. Bên này hàng bên hông mà bên trái của mình là bán đồ áo quần nịt rồi điện máy, khu điện máy. Đó, khu điện máy. Các bạn đó. Rồi, tôi mình chuyển qua đây, là đồ bán đồ hàng chua. Chua rồi nem. Nem chua rồi đây là bán cam ép chanh dây. À, đây cũng bán cam ép chanh dây rồi bán hàng khô rồi bánh mì đó. Bán khu này bán chè, khu này vô chỗ khu bán chè các bạn. Bán chè mà sao không thấy người đâu, có một cô nàng bán chè đẹp gái đang đứng bấm điện thoại mà trong miệng thì cười tươi vui quá tét tét luôn đó. Cứ hay cho lên mạng là vui hết á. Anh chè đến giới thiệu cho lên Sài Gòn quý khách tới ủng hộ cho lát anh chạy ra anh ủng hộ cho ông Bịch. Đây là khu bán nước bán chè, còn bên này là bán cơm, bánh bún nè, bánh ướt cuốn nóng và hỏi hủ tiếu gì cơm tấm. Rồi khu kia là bán phở bò hủ tiếu dài trong kia các bạn, dài trong kia quá trời gian hàng bán đủ loại bún riêu hủ tiếu bò kho đó. Em lên mạng chị ơi, lên mạng cho cái chợ du lịch mình nó cho nó vui đó. Khách thập phương các nơi du lịch về đây tới khu ăn uống Long Hải nha các bạn, ủng hộ cho các cô nàng này kim lúa đấy. Đây là cái cổng chợ bên hông các bạn. Đây, cổng chợ bên hông rồi, cổng chợ bên hông đó. Có anh ngồi bán sầu riêng, mỗi bao sầu riêng này vậy. Thử ra bao nhiêu ca. Sầu riêng này cũng còn tương được cũng giá bình dân 50 ca một ký là 50.000 đó các bạn. Rồi ủng hộ anh cười tươi không ha. Vui vẻ anh ở đâu xuống máy nha anh. Hả? Ở Tiền Giang lên đây hả? Trời ơi. Cũng xa dữ mà cũng xuyên đi ha. Rồi anh bán chút anh bán đất nha. Rồi ở đây là gian hàng quần áo và giải dốc rồi các bạn. Rồi bên này là bán cà phê nước mía, bán dừa đủ kiểu cam ép đó. Cô nàng cười tươi lắm nhá, mà đều bao cái khẩu trang lên thành thấy cười con nữa còn nữa trong khẩu trang. Đây các bạn, bên này cũng có gian hàng. Rồi lấy kim lên em ơi, lên luôn giới thiệu chợ du lịch Long Hải mình chứ, tại vì các nơi họ giới thiệu hết mình cũng lấy kim mình lên đó. Đây rồi, đây cô nàng này vui nè đó, cô đang ăn cái gì đó, cô nàng ơi. Không có thôi không có vụ gì. Thôi quay lên chợ du lịch, giới thiệu du lịch đây ăn cũng ngon không các bạn thấy. Ăn bún bò nè, ăn sầu riêng đó. Đó cô nàng bán đó là cô nàng giới thiệu rồi đó. Có gì anh lên livestream du lịch tới ủng hộ em ha. Em tên gì? Vô chợ mới Long Hải là chợ mới Long Hải mà cô bán cam ép là có cô liền à. Cô này vui tính lắm, bán rẻ giá bình dân đó, thấy chưa các bạn. Rồi có gì là tối nay lên cô này quen. em lên mạng em giới thiệu chợ du lịch Long Hải chứ. Cô nàng kia cũng tới là khách uống nước mía. Đây bán trà tắc nè, trà đào nè, cam tươi
đó, đây bán hàng dao kéo đủ loại các bạn đó. Hàng này, hàng này thì bán nước, bán nước ngọt đủ lũ kiểu đó. Không, con livestream lên để mà giới thiệu cho khách thập phương về đây tham quan du lịch rồi ủng hộ cho địa phương mình thôi chứ không có gì hết. Anh này thì bán than, nói chung là đủ mặt hàng, đen có, đỏ có, đủ loại than. Anh cũng vui tính, anh đang khâu bao các bạn ơi. Đây là chắc không có duyên chứ không có thấy phóng. Rồi rồi, em có duyên chứ không có phóng. Dạ. Đây cô bán lò, anh em nào, chị em nào đi du lịch. Dạ em rảnh em là tranh thủ làm cái clip này em đăng lên mạng. Du khách các nơi về đây ủng hộ cô mua mua lò lấy than rồi nướng cá nướng mắm gì đi du lịch nha các bạn. Còn cô bán than nữa nè, đây cũng cô bán than, anh kia cũng bán than, mà cô này vui hơn. Cô này cười thấy không các bạn, thấy mà đẹp gái nó trắng trẻo đẹp không. Anh là chim. Cô này bán chổi, bạn nào mà có chỗ nào mà chơi chỗ nào mà không được sạch sẽ rác, có rác nhiều thì mua chổi để quét ha. Đó cô này cũng vui, cười mà cười mấm mím không à. Rồi cô này vui tính lắm á chứ mà đều à. Rồi quên, xin lỗi. Cái này chỗ này là cái mối mua hàng của mình bán trà sữa trân châu, nên thành cô nàng đứng trong kia rồi đang đổ cái gì đó rồi, nhưng mà mình chuyên gia lấy trà sữa hay là các thứ linh tinh nước ngọt rồi đó. Là cái quán này là mối của mình lấy hàng mình về mình bán là cái sập này nha các bạn. Đó đẹp lắm đó các bạn. Bên này cái cô này mình cũng thỉnh thoảng lấy hàng cho cô này. Cô này cười vui lắm đó, đang tiếp xúc với khách đó các bạn mà vui lắm. Bên này thì áo quần đó. Ôi cha, cô này thì bán nước, bán chè nè các bạn. Khách du lịch nào tới đây cứ việc có nhu cầu mua chè thì tới đây mua chè, nguyên mâm chè cũng được. Rồi lát anh livestream anh giới thiệu cho. Rồi lát lát anh lại anh mua ủng hộ cho nha em, yên tâm đi. Anh đảo lại một vòng nữa là anh mua ủng hộ. Cái quầy này là quầy hàng mũ, hàng nhôm, hàng kéo, hàng dao đó. Rồi quầy bên này thì bán xương sa, xương sâm gì đây, có mít gái nữa. Bên này cũng bán chè. Cái cô này quay mà cô này bán hàng này dòng mã cũng vui tính lắm, mình cũng hay mua cô này đó. Cô này chỉ bán nước, mình cũng hay mua cô này nữa đó. Các bạn du lịch tới đây ủng hộ nha các bạn nha. Đó bên này thì bán gà, lòng gà đó các bạn đó. Không, các anh làm gà nè, làm gà tại chỗ luôn, mua gà tươi làm tại chỗ. Đây là cái mối của mình luôn, đây bán kẹo bánh rồi mình bán học sinh á. Mình bán học sinh thì mình cũng hay lấy hàng của cô này. Rồi các bạn livestream lên, các bạn tới đây ủng hộ các cô này. Em tên gì quên rồi, tên gì? Liên. Liên mà cười thế các bạn, cười thế đẹp gái đúng không. Có bên kia có hai bà cháu nữa. Bên này là cô phụ mà cô cười có nửa, còn nửa trong cái khẩu trang hình thành mình không biết, chắc cười đẹp lắm đấy. Rồi không xấu đâu, đẹp mà em đẹp chứ. Rồi đó. Rồi cô này bán bún nè, đó bán bún đó, bán bún, bán bánh tráng. Ai mà có nhu cầu mua bánh tráng trắng nướng là lấy hàng cô này nha. Đó bây giờ mình qua bên này. Bữa nay mình giới thiệu ở chợ Long Hải mình chứ, mình lên livestream có hàng quá rồi các bạn. Ồ, có xoài, có cô bán số ngồi tội nghiệp á. Lát nữa con ra con ủng hộ cho cô nha. Rồi con ra con ủng hộ. Rồi anh này bên trăng nướng. Rồi cái cô này thì bán đậu hũ. Ở trong kia các bạn, trong kia là người ta bán đủ loại tiêu, tỏi, hành, ớt, rồi dầu, đồ ăn. Rồi bên người ta đây là người ta mới dọn ra bán dao kéo, gương, lược, đủ loại. Tại bán nỉ, lăn nỉ. Rồi. Dạ. Đây cái quán cuốn tóc Thảo Trinh. Các bạn nào có nhu cầu vô chỗ Thảo Trinh là uống đẹp lắm, bà xã mình cũng uống cái quán này nè. Các bạn đó. Thảo Trinh này nè, thấy chưa? Thảo Trinh rồi. Rồi khách đi chợ đó các bạn. Rồi.
Ồ đó. Bán chôm này là tới mùa chôm chôm, có chôm chôm Thái Lan nè. Có đào, có ổi nè, ổi đây, ổi Long Khánh nè. Đó. À, có rau này, rau 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 tinh khiết nè các bạn, rau trồng không có thuốc gì hết đó các bạn. Rồi. Ở đây cô bán bánh mì. Cô bán bánh mì rồi trà tắc cam ép. Rồi làm cắt móng tay móng chân. Ở đây là cái quán của cháu của mình. Cháu của mình bán trứng. Nó tên Công. Có anh em nào tới đây ủng hộ cho cháu mình nha. Nó bán ở giá hiệu nghị. Ừ. Nó bán giá hiệu nghị. Đây là em vợ. Em vợ của cháu mình. Nó bán trứng giá hợp lý lắm. Các bạn vô ủng hộ nha. Lên livestream là mình giới thiệu anh ơi, giới thiệu ấy ấy không 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 giờ chưa đang lỡ cỡ em giới thiệu chợ du lịch Long Hải. Đây mối của mình đây các bạn ơi, mối của mình đang cười tươi đó. Mình hay lấy bánh tráng trộn này, mình chuyên gia bán tráng trộn nữa là lấy mối đây. Chị này cho bán chuẩn giá lắm, bán giá chuẩn không có mắc gì đâu, các bạn tới ủng hộ cho chị nha. Rồi cười lên cái cho nó vui vậy, cười mạnh lên. Rồi cảm ơn chị nha. Chị này cũng bán trứng nè, cũng giá hợp lý không có gì, không có mắc. Em này bán bông bung riêu mà đi cũng vui nữa, vừa đi vừa cười nữa. Đây vàng bạc, khu vàng bạc đấy các bạn. Đây có anh kia anh bán vàng bạc mà anh cũng ngồi anh cười nè, anh đang bấm điện thoại anh cười vui không hả, anh đẹp trai đúng không? Nhìn tướng anh giống như giám đốc chứ đâu phải là chuyện thường. Rồi cảm ơn anh nha. Đây bán bánh mì các bạn, đi mình cũng tranh thủ nha các bạn, tranh thủ đi. Rồi đây đó, đủ loại hết. Ở đây bán thịt heo quay nè các bạn, các bạn đi du lịch rồi tới đây bán có đủ loại vịt quay, heo quay, rồi xúc xích, rồi bánh cam, đủ loại. Anh kia thì ai thích hành tỏi thì cứ việc dùng hành tỏi lại, anh nói ủng hộ anh nha. Rồi anh này bán nho. Rồi xong rồi mình đi vòng đây, mình chạy qua chợ cá. Đó, có chị này chị cũng bán trái cây nè. Đây hàng trái cây, hàng chuối. Hàng chuối. Đó. Để em lên livestream chị ơi. Ơi, có chị này bán quần áo, hàng quần áo chị này nhiều nè. Có cô bác nào tới ủng hộ cho chị này nha. Chị này bán giá rẻ hợp lý á. Đó. Rồi bên này bán quần áo, bên này bán trái cây. Có chị này đẹp gái nè. Có anh này bán dưa. Đó. Phóng viên đâu, em có viên chứ không có phóng. Chị này bán gạo nè, gạo dẻo dạo thơm mình nữa, kho 504 gì đủ loại. Các bạn ơi tới ủng hộ chị này nha. Đó. Ở đây bán thuốc tây, bên này có ai có nhu cầu mà bệnh hoạn thì tới đây mua thuốc tây. Rồi bên này bán hàng dầu gội đầu, rồi tả em bé đủ loại, nói chung là đủ loại bạch bách quá. Rồi bên này có các cô này cũng đẹp gái, rồi bán trái cây. Ban ngày mà sao để điện nó sáng á vậy chị? Để sáng á vậy. Rồi ở này thì bán bạn nào có gói bánh tét bánh chưng gì mua ra đi. Lá này là lá ở đâu đem về vậy anh? Ý là trên đất đỏ rồi ha. Dạ đúng rồi. Anh này cũng bán giá hợp lý nè, anh em nào ủng hộ cho anh này ủng hộ nha. Rồi chị này bán chuối, em mình cũng hay mua bà dì này nè. Hai bà dì này bán chuối hợp lý rẻ lắm. Các bạn thấy chuối chưa? Chuối là trên miền quê đất đỏ rồi xương mọc bà tô đem xuống đó các bạn. Ở bên này áo quần nè. Bên này là bán hàng bánh kẹo. Đó, bánh kẹo. Bên này thì bên này bán bột giặt, rồi vàng dòng, dầu gội đầu đủ loại. Rồi bây giờ mình vô trong này rồi mình quẹo qua chợ cá hải sản coi. Anh này anh bán cái gì? Bán dạ, ý là anh bán đó là đá mài, dao kéo, vua đục. Đó, còn cô này thì cũng tội nghiệp, chỉ bán lát chị ngồi đây em ra em ủng hộ chị nha. Chị ở đâu xuống bán vậy? Long Điền xuống đây bán, rồi lát em ra em ủng hộ cho mấy miếng. Rồi chị này bán vé số cũng tội nghiệp. Anh này bán tỏi á các bạn. Anh cười tôi không đẹp trai ha, tướng anh đô làm giám đốc ngon á. Nhưng mà bây giờ anh chắc hoàn cảnh sao nên thành ảnh ra ngồi anh bán đây cũng tội nghiệp anh.
Rồi bên này thì bên trái của mình thì quần áo, áo quần. Rồi bên phải của mình thì bán cô này bán kiến gương lược, rồi áo quần, rồi dao kéo. Rồi cũng áo quần luôn, nhiều áo quần lắm các bạn, có nón bảo hiểm, rồi trứng, trứng này chắc có lẽ là trứng gà của người ta nuôi nhà đem lên đây bán. Rồi bên trái lại thì áo quần giày dép cô này thì bán bơ, trái bơ, có dâu nữa, có trái dâu. Ông em làm clip giới thiệu chợ Long Hải du lịch, chợ du lịch Long Hải mình chứ, để khách thập phương họ tới họ thấy họ ủng hộ. Đó, đây cô này áo quần. Rồi qua bên phải lại à, bên này các bạn, bên này là hàng thịt heo, hàng thịt heo đó, hàng thịt heo quá trời nhiều, chắc cũng mấy 50-70 gian hàng thịt heo luôn, nhiều lắm. Ai có nhu cầu ăn thịt heo thì tới đây mua ủng hộ nha. Cái chị này bán rẻ lắm này, lát nữa em ra em ủng hộ cho chị nha. Ơ, anh xin lỗi, anh chị chắc ở đất đỏ xuống ha, lát em ra em mua cho em, giới thiệu anh em nào tới đây du lịch ghé anh chị mua cho, mua ủng hộ chị. Rồi anh này thì bán bún rồi các bạn, hôm qua con kia là quầy thịt heo nhiều lắm quá trời luôn. Cô này cũng mối của mình à, mình hay mua bánh tráng cô này nè. Rồi cô này đẹp gái cười nè, đó cười mạnh lên chút. Ô chà, cảm ơn em nha, cảm ơn em. Anh lên livestream à, anh giới thiệu mà. Rồi chà, ơi cô nàng đẹp gái, hai vợ chồng bán, anh lên livestream anh đó, đẹp. Nếu mà tính ra cô này là đẹp nhất Long Hải luôn á, đẹp nhất chợ Long Hải. Con chồng cũng đẹp trai nữa nè, ông chồng đẹp trai nè, mình hay lấy, mình lấy đường. Ơi em à, chiều nay em chở cho anh một bao đường 50 kg nữa nha. Một bao 50 kg thì tính anh một tạ đúng không? Hả? Một bao 50 kg thì tính tiền một tạ đúng không? Tính 600 mấy biết đâu? À, chiều chở cho anh nha. Rồi nha. Chở vô nhà, không anh ở ngoài trường á, em chở ra ngoài trường cho anh. À, chỗ bán đúng rồi, chỗ Vinh cái gì? Cái chỗ anh bán là cái chỗ lò vôi đó. Đây cái mối của mình, anh đổ đồ, anh cười đã không, anh cười tươi gớm không, anh này đẹp đẹp trai nhưng mà đều không cái tội cái anh hơi bị thiếu một chút. cô nàng cô vợ thì rất là đẹp, trắng non à, cô vợ trắng non à, mà đẹp gái xinh nhỏ nhắn đẹp không các bạn. Không kệ, mình thấy non mình thấy sao nói vậy à. Anh làm cái livestream chợ, anh đây là chợ du lịch Long Hải đó, đây các bạn, đây mấy cái chỗ này mình cũng hay mua xoài, là mua cam, mua cóc ổi, rồi mình giờ mình bán cho học sinh đó các bạn. Đó rồi bên này là rau củ quả, rồi từ từ mình xuống chợ cá, chợ hải sản, cuối cùng là chợ hải sản. Cái chị này mình cũng hay mua của chị nè, rồi mua chị mình mua xoài rồi các loại, rồi tắc chị này nữa nè, chị đẹp gái đúng không, đó cũng đẹp gái. Ơi cười lên mạnh cái coi, thôi quá đẹp luôn. Cảm ơn nha em. Rồi cái cô này mình cũng mua cô này, mà cô này bữa nay sao xài còn có mấy trái à, hết xài rồi hả em? Ơi bà xã anh mua rồi hả? Rồi cảm ơn em nha. Rồi bên này thì rau quả, rồi bên này thì cũng trái cây, chỗ này thì bán mía. Các bạn coi xe mía nè, xe lột vỏ mía nè, đó cái máy lột vỏ mía đó các bạn coi, cái máy lột cho em xin lỗi cho em. Em quay em giới thiệu cho người ta tới, người ta ủng hộ mía cho anh ha. Đó cái máy các bạn, cái máy đó ha, chưa bên này á, bên này là lúc đút vô là cái vỏ mía còn ha, rồi nó chạy quá trình nó qua đây là máy móc là nó gọt, nó vũa nó gọt. Rồi qua đây từ từ là làm mía trắng sáng không các bạn, đó thấy mía trắng không, đẹp không đó, gọt hết một đống mía rồi các bạn, rồi gọt hết một đống mía rồi. đó lên đó các bạn ha, đó đẹp ha. Rồi từ mình với các bạn đi xuống đây gần tới chợ khu bán hải sản rồi các bạn. Rồi các này cô này cũng bán trứng bán nồi nè, rồi bên phải mình cũng bán trứng bán rau, rồi bên trái cũng quần áo cũng đó các bạn. Bây giờ mình đi xuống chỗ chợ hải sản nha. Rồi bên này thì cũng bán mít nè, các chị bán mít. Ô cười lên cái coi, ô đẹp quá. Đẹp gái quá.
Rồi rồi. Trong này thì cũng bán đồ ăn các bạn, bán thịt gà. Ai mà có nhu cầu nào thì vô đây mua thịt gà, rồi đi du lịch rồi mình luộc mình chấm muối tiêu rồi ngon lắm các bạn. Chị này thì bán cái này là sầu riêng, mà sầu riêng chắc là sầu riêng nhà, em bán rẻ lắm nè. Các bạn nào có mua thì tới ủng hộ cô này nha. Rồi. Rồi rồi không sao, không sao đâu gì. Con quay cho vui mà, con quay giới thiệu du lịch chứ. Gì bán cái đó mà gì không cho con quay thì người ta đâu có biết gì bán cái gì. À chứ bây giờ gì biểu con đi chỗ khác. Quay con giới thiệu cho mà không chịu nó chết rồi. Thôi giống cũng được kìa, kệ mỗi người mỗi tính, chín người mười ý á các bạn. Rồi đây là khách, chị này bán hoa quả trái cây rồi cũng có khách đông ủng hộ chị này, chị bán rẻ nè, khách ủng hộ. Rồi có em bé cũng xinh xinh mà xoay quét cái chỗ ngồi, quét rác rồi. Rồi đó, vui không các bạn? Đây chợ búa thì người ta đi rất là đông đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tới chợ hải sản. Rồi đó, tới chợ hải sản đó. Cá này các bạn, đó. Cá này. Cá đây, đó. Cá, đó, cá đây. Cá người ta đang sục oxy cho nó sống. Rồi nó sống là bán tới đâu là làm thịt tới đó. Nó đang sống đó các bạn, cá là đang sống nè. Đó, cá trê nè, cá lóc cũng đang sống nè. Có tôm, tép, đủ loại cá. Quá trời cá. Ôi cha, cái này con gì ta mà bự quá vậy? Con hào không em? Hả, cái gì? Sò mai hả? Sò mai quá bạn. Ô cha, nó to quá, ngon, to còn hơn bàn tay của mình đó các bạn, to hơn bàn tay của mình. Ô con sò mai, con này ăn một người ăn chừng hai con là chắc no ứ ự luôn á hả các bạn. Cô này em cái này có con sò này nó có đại khái có thường có không hay là lâu lâu mới có? Lâu lâu mới có. Chờ giải là cũng hàng hiếm á các bạn. Cái này sò này là hàng hiếm rồi các bạn ơi. Nhưng mà lâu lâu nữa các bạn nào có dịp mà gặp cái này thì mua ăn ngon lắm nha các bạn. Rồi đó, bên này đang tôm tép, đang cá đủ loại các bạn. Bên này cá này nói chung là cá này có giá lắm các bạn. Ôi chà, cá này chắc ngon nè. Ngon em ha. Xin lỗi, cá đó tên cá gì em? Cá bốt các bạn. Nó là nói chung là nó bán cũng có giá mà nó là ngon nhất đó các bạn. Nó là cá biển, đặc sản cá biển đó các bạn. Không có giới thiệu ơi, khách du lịch rồi. Người ta đi du lịch rồi, người ta ghé người ta mua. Chứ các chợ khác thì cũng có người quay đăng lên clip, mà mình không có thì mình cũng buồn. Thì bởi vậy em bữa nay em cũng thấy mặn cùi, em liều mạng, em tranh thủ làm clip em đăng lên mạng để mà khách du lịch tới đây ghé các chị. Các bạn nhớ nha, chỗ đây là sau lưng là chỗ giữ xe, mà đằng trước là có bán cá đặc sản là hạt tươi sống không á, mới dưới biển đem lên đó các bạn ơi. Đó không, đó cá này là kêu là cá thu nè, các bạn thấy cá thu không? Cá thu bự đúng không? Đó rồi. Đây là tôm nè, đủ loại các bạn. Ghẹ nè, đây ghẹ nữa các bạn, ghẹ đó, ghẹ cô này thì đang ăn nhưng mà cô cũng vẫn cười ngát coi chị. Ôi đẹp gái không sao. Rồi bên tay phải mình là rắn đẻn nè, con rắn đẻn này các bạn, rắn đẻn này đó, rắn biển là ăn nè, ăn này là cường dương bổ thận nè, ăn rắn này là cường dương bổ thận. Nếu mà mình không có luộc mình ăn á thì là mình về mình ngâm rượu uống rượu á, ngâm cho nó lâu ngày rồi nó ra cái chất của con rắn ra, là mình uống là kêu là cường dương bổ thận, là cái con rắn này nè các bạn. Đây là kêu răng biển mà cũng là nó là con đẻn là nó các bạn. Đây là con cá mập con các bạn, cá mập con. Đây các bạn, tôm tép, mực. Mực lớn mực nhỏ rồi, quá trời luôn anh ơi. Cô này bán một cái vui tính không, cười không các bạn, thấy cười vô đẹp gái nữa. Dơ ăn tay nữa đó. Thôi anh làm cái clip anh đăng lên mạng để khách du lịch tới ủng hộ các em nha. Rồi em mở ra đăng ký là có nè. Rồi bên này cũng mực tôm. Mực này các bạn, quá trời đó, mực này đó,
cô bán hàng nè, cô bán hàng đó, cười không vui á, cảm ơn cô nhiều. Đó, con giới thiệu du lịch để tới địa phương mình, dạ địa phương mình ủng hộ, dạ dạ. Rồi, cái này cái gì? À, ghẹ này, ghẹ này các bạn, ghẹ này là ngon nè, ghẹ chắc, ghẹ này chắc lắm nè, đó. Ghẹ. Cá này các bạn biết cá gì không? Cá liệt, cá liệt mình nấu hành ớt là ăn hết sảy luôn á. Thật sự luôn, đang cái khu chợ. À, đây chim, đó các bạn coi. Trong kia người ta đang ý là người ta mua cá, người ta đông thùng, người ta muối lại đông thùng xong người ta đem ra kia, người ta đi nơi khác chở lên thành phố hay là Long Khánh hay là Long Thành gì đó các bạn, lên miệt miệt trên miệt núi thấy gì em. À, lai chim á. À, rồi rồi, đống này là đống cơm mực, con mực là con này là con gì không? Đây là kêu là mực bạch tuộc, bạch tuộc mà hồi xưa là kêu mực giái á, mực giái là nó mà mực bạch tuộc cũng nó luôn rồi. Cái chị này cũng vui nè, chị hiền lắm, chị bán đúng giá các bạn. Bạn nào du lịch mà tới Long Hải thì tới ủng hộ chị này. Em tên gì? Em tên gì em? Em tên là nữ ở chợ Long Hải là được rồi. Tên nữ, tên nữ các bạn. Rồi. Đây là người ta muối muối hàng, muối cá đi nơi khác. Có ông anh này, anh làm nhìn thấy cũng vui vui. Anh cười đó các bạn. Rồi. Đây mình đóng hàng đi tứ xứ anh, đi các nơi. Dạ dạ. Chù. Một lần chắc cũng bán bao nhiêu tấn anh ha? À, dạo này ế do mùa dịch anh ha. À dạ 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 Covid đúng rồi. Dạ. Bên này ôi cha, hàng ốc các bạn ơi. Ốc này các bạn, ốc đó, ốc này. Ốc đó, ốc. Đây là kêu là sò huyết này các bạn. Sò huyết này đó, sò huyết nè. Ốc hương nè, ốc hương nhỏ, ốc hương lớn. Ốc hương. Rồi, đây sò huyết lớn. Đó, đây là càng cơm núm các bạn, càng cơm núm nó, đây là ốc. Ốc sò huyết đủ loại. Ồ, hàng này hàng ốc nè. Còn mấy anh bán nè, đó mấy anh. Đó rồi. Chạy đi vậy đi. Rồi. Đây bán cá. Đây kêu cá bạc má các bạn. Cá bạc má, đây hải sản không? Bán hải sản không? Đây người ta đông thùng người ta đem chở đi cái nơi khác này các bạn. Rồi người ta chở cá nè, cá các bạn. Cá nè, quá trời cá nè. Cá này các bạn ơi. Ô oh, yeah, đó. Cá. À, trời. Cá nhiều lắm, vô số là chợ, là chợ biển mà, chợ du lịch biển đâu phải. Đây. Đây là con cút. Con cút làm sẵn. Rồi. Ngon không các bạn? Ngon ở đây đem nướng là ăn hết sảy luôn. Ôi, các bạn ơi, đây con. Con ốc đũa, ốc đũa ơi. Hả? Con móng tay hả? À? Ờ đây là con móng tay nè các bạn. Nó còn sống nè, nó còn sống, nó thấy quả quẹ không? Ở quả quẹ nè ha. Đó quả quẹ. À, bao nhiêu một ký với em? 30. À 30 với em. Lát nó xong rồi anh lại anh mua ủng hộ cho 1 ký. Nha. Ừ không anh nói thiệt mà. Đó, đẹp gái cười vui lắm đó. Đừng nè. Cười vui. Rồi. Rồi, lát anh lại anh mua cho 1 ký nha. Anh giờ anh ăn thử. Đây là ghẹ nè, ghẹ nè. Ờ ghẹ nè các bạn. Cái này 35.000 ký nè. Ờ này 35.000. Ờ chị này tôi giới thiệu giá các bạn. Chị đang ăn nhưng mà chị cũng cố gắng gắng ăn. Chị dừng ăn dễ chị giới thiệu giá thôi cũng cảm ơn chị nha. Chào anh. Chị này cũng nói chung bây giờ đúng vừa ăn rồi nhưng mà các bạn thấy còn ghẹ còn nhiều lắm, các bạn nào tới đây ủng hộ giùm cho các ba cô này nha. Ờ, đó bên kia có em cũng có chứ, ngày nào cũng bán cho mình, lâu lâu mình lên live stream ấy. Có anh giới thiệu nhiều lắm, giới thiệu khách du lịch tứ phương người ta tới người ta mua. Có nhiều bạn kêu ở đâu có cua ghẹ hải sản phải không? Ừ, là mình làm. Để anh lên là có hết. Ôi ghẹ đó nè, đây chị này bán ghẹ, cô này cũng có nhu cầu ấy, bán sớm giờ sớm. Với chồng con nhiều khi trưa rồi, về nấu cơm nấu nước cho chồng ăn. Trong khách các nơi về đây, quay cá nữa. Các nơi về đây ủng hộ cho các cô nha. Có đây là cá nục, ụt cho cá nục bự quá không? Ôi, có ớt nữa các bạn ơi. Ha, ớt này nó còn sống nè. Nó còn sống nè, sống nè, nó cột cửa không? Nó cột cửa các bạn, nó, đó. Rồi, đây cũng cá còn sống luôn, đang rộng nè, các bạn. Ồ, cá, ơi, rồi, mình đi. Rồi, đây, ồ, cá bự quá, cá bốp bự quá. Cá này người đại dương. Dạ, dạ. Cá người đại dương. Cá người đại dương, chú. Dạ, 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 bự quá, trời ơi, cá người đại dương. Không có, đâu. Em vậy chị nói chị cần là tôi quay đừng nói giỡn ô nhiễm quá chị ơi.
em quay cái với quay chi chị. Đó, đây là con cũng có cá đồng các bạn, cá biển, cá đồng, cá điêu hồng. Đó, rồi. Đó nha. Bây giờ mình gần kết thúc rồi. Mình ra đây. Mình đi ra đây. Đồng lắm. Rồi, trong ra. Rồi. Ra đây con. Mình ra đây mình tới chỗ cá khô nữa là xong. Tụt ra con cá gì mà quá trời bự trời ơi. Cá đây, xin lỗi cho cá là cá gì vậy vậy? Dạ. Cá món hả? Cá mó hả? À, cá mó. Ồ cá lạ, cái tên lạ quá các bạn. Đây cá con cá mó nha, mó, mó. Ồ, con cá đuối đồng cái bào này nữa nè. Đó rồi. Các bạn ơi, mình đi. Đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đây mập nè. Rồi con cá là cá phai nè, cá phai nè, đó. Càng cơm nấm. Đó, cá. Đây là kêu cá nục xồ nè, cá nục xồ nè. Đó, cá mực nè. Cô này cũng vui, cô này vui mà đều bịt mặt mình không biết. Thấy hai con mắt đang cười. Rồi, cô này có con. Rồi, con móng tay nè các bạn. Quá nhiều cá luôn. Cá màu xanh, màu đỏ gì đủ loại. Cá đuối nè, cá đuối này là nấu nấu chua ăn ngon lắm các bạn. Đó, cá đuối đó. Rồi xong. Rồi. Tôm còn sống nè các bạn. Tôm còn sống đó, tôm đang bơi thấy chưa? Tôm đó, tôm còn sống. Rồi cá nè, cá. Cá đó, cá. Cá các bạn, cá. Rồi. Bữa nay cũng tôm cá, nói chung là chợ ra chợ hải sản rất là nhiều. Chợ hải sản rất là nhiều cá các bạn ơi. Tôm ốc quá trời nhiều luôn. Mua chắc là rẻ lắm đấy. Ơi rồi cá, cá này. Còn tươi nè, còn đá nè các bạn thấy cá còn tươi có đá nè. Chị này bán hợp lý nè, giá rẻ nè các bạn, tới ủng hộ chị này. Chị tên gì em giới thiệu bạn em các nơi về cho bạn em ở Sài Gòn nhiều lắm. Ý là về nên ghé cái quán chị. Em nói là ở với em cũng hỏi chị tên gì. Ủa vậy hả? Vậy 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 chị sao chị ngồi hai ba chỗ? À chị ngồi hai ba chỗ hả? À vậy hả? Rồi rồi rồi. Ô cha, cá khô các bạn ơi, cá khô, cá khô. Ôi da, cá khô nhiều quá. Cá này cũng giá hợp lý nè. Giá rẻ hợp lý luôn à. Đó. Cô này thì nói chung cô bán mà cô làm chuyện riêng tư. Cái này tôm đồ tôm khô rồi nè. Rẻ này các bạn, tới mua ủng hộ cho cô này nha. Cô này cũng đẹp gái nhưng mà thấy cô chưa cười. Cười lên các em ơi. Cười lên cái. Thôi chắc là cô đang làm con chuyện. Thông cảm cô đi. Đây ghẻ đang rộng oxy nè coi. Bơm oxy vô à. À, bây giờ cười rồi, cười mấm mấm. Hên quá. Chứ tưởng nào không cười. Cười mấm mấm rồi, cảm ơn em nha. Rồi đây con hào nè, đồ. Hào nè các bạn. Hào đó, quá trời hào. Hào này là hào ở dưới sơ dưới biển mới vớt lên đó, trong đầm mới vớt lên. Hào này giống hào nuôi nha. Rồi. Ô cha, cua ghẹ, ghẹ quá trời. Ghẹ, ghẹ không có. Em quay hải sản em giới thiệu có gì đâu. Em chưa mua, em quay hải sản em giới thiệu cho khách thập phương tới mua dùng ủng hộ cho các cô. Dạ. Dạ đúng rồi, chính hiệu rồi. Nhìn cái mặt biết địa chỉ rồi chị ơi. em á rồi đây là cái dựa đá để mà cá rồi đi các nơi tới đây xây đá rồi bỏ muối vô thùng muối đó các bạn. Xong mình cũng chuẩn bị kết thúc clip này nha các bạn. Rồi trở lại là mấy cô bánh tráng. Rồi xong đây là cuối cùng là cô nàng bán cá khô. Cá khô này bán giá rẻ hợp lý, các bạn tới ủng hộ cô này. Cô này cười mà núp núp trong cái quạt, chắc cô này cũng đẹp gái. Thôi cười mạnh lên cái anh kết thúc cái clip này coi em, mạnh lên coi. Vậy ha, rồi anh kết thúc nha, rồi bye bye. Ôi các bạn ủng hộ kênh mình nha, mình chào tạm biệt các bạn ơi. Rồi xong rồi, tạm biệt các bạn, tạm biệt các bạn rồi.